nay chị Hana sẽ giới thiệu cho các em một sản phẩm mới. Đó là sản phẩm dành cho các bạn gái. Chính là bộ sản phẩm làm tóc này đây. Với bộ sản phẩm này thì các em có thể chơi cùng bố mẹ và anh chị vào dịp cuối tuần đấy. Đến với chị ngày hôm nay còn có bạn Soda. Soda chào các bạn đi nào. Chào các bạn. Soda có thích được tết tóc không? Thế hôm nay chị sẽ tết tóc cho Soda nhé. Bây giờ chúng ta cùng mở sản phẩm này ra nhé. Khi mở bộ sản phẩm này ra thì các bạn sẽ thấy một dụng cụ để xỏ hạt và rất nhiều các loại hạt cường khác nhau. Đầu tiên, chị sẽ sử dụng dụng cụ xỏ hạt như thế này. Sau đó, luồn những hạt đầy màu sắc vào trong cái dụng cụ này. Rồi, chị sẽ lấy một cái lọ tóc nhỏ của Soda. Sau đó, luồn tóc của Soda vào. Thế là những hạt cường này đã được luồn vào tóc của Soda rồi đấy. Cuối cùng mình sẽ sử dụng hạt chốt như thế này để cố định lại hạt cường trên tóc. Tiếp tục như vậy với những lọn tóc còn lại, cuối cùng bạn sẽ có được một bộ tóc hoàn toàn mới.